Rồi, xin chào các bạn đến với kênh QT Sayo. Bữa nay mình chia sẻ các bạn về cái kinh nghiệm về cách trồng mai. Mình đồng ý với trồng mai là ở ngoài đất là nó thiếu gì nó ăn. Ở trong chậu nó phải phụ thuộc vào lượng phân mình bón. Nhưng các bạn đừng có chú trọng quá vô cái vụ phân bón của mình. Vì cái mai thật chất là của nó là nó chỉ ăn phân rất là ít các bạn. Đây, mai mai mình trồng này nè, nó cây mai một năm trời nó ăn phân rất là ít. Các bạn chỉ cần bón số lượng ít phân thôi, chứ đừng có chú tỏi chú trồng vô vô nhiều quá, quá nhiều vô nhiều vô phân. Cái mai nó mình nói lại, cái mai nó ăn rất nhẹ rồi ít phân nha các bạn. Đây là vườn mai mình nè, bỏ rất ít phân nhưng mà các bạn thấy mai vẫn tốt, chứ đừng có bỏ nhiều phân phân quá. Là bữa nay bỏ phân này, cái mai anh em chia sẻ bỏ phân kia, mốt cái xe bỏ phân kia, bạn chưa tới 15-20 ngày bạn lo bằng dòng phân xuống, nó dòng nhiều quá nó sẽ rối loạn. Với cái mai bằng quan trọng nè, phân nhiều cũng chết, nước nhiều cũng chết, nhiều phân nhiều nó sẽ chết lẹ hơn là nước nhiều bạn. Đây là mấy cái mai mà đang bị nắng héo nè, đó là do mình bỏ ít phân, rất ít phân mà vẫn dư phân nè bạn. Nên các bạn đừng chú trọng vô quá vô việc bón phân nha. Bạn cứ bón ít là ra vừa vừa và không bón lá thuốc trừ sâu nhện rồi này kia rồi trĩ rồi, các bạn cứ ngừa xịt định kỳ 15 ngày 20 ngày bạn xịt lần thôi, không cần thiết phải dùng nhiều quá nhiều phân. Các bạn thấy mấy cái mai ở ngoài đất mình trồng này ha, ngoài đất mình trồng các bạn thấy nó thiếu gì tự kiếm ăn tốt, còn những cái mai trong chậu nè mình trồng mình bón rất ít phân, mai rất rất tốt các bạn. Mình quay sát cho bà coi nè. Đó, này là cây này mình sẽ chăm sóc cho tới Tết là sẽ đủ tàn đủ chi, tại hồi Tết là mình con lợi sát khách nha mà. Tết Tết là con cành cành lợi sát, các bạn cứ con cành càng sát lại nó sẽ đâm ra càng mạnh, chứ các bạn con cành cành các bạn đừng có tiếc, các bạn con mà chừa lại là nó sẽ không có mà mạnh được cái mai đâu, chứ cứ con sát sát nha bạn, sát mà nó ra lá sẽ xum xuê sẽ mạnh mạnh. Quan trọng là phải xịt bọ trĩ định kỳ bạn, bọ trĩ là quan trọng nhất, bọ trĩ là khó khó chữa chữa thiện nhất nha, mình sợ nhất là bọ trĩ, còn sâu là đơn giản rồi, sâu bữa nay mình xịt cái này mai xịt cái, còn bọ trĩ là rất khó xịt. Vườn mai mình cũng khá nhiều bạn, mình trồng cũng chơi vui mấy năm nay, lúc nào kia đâu dài, dài dài lúc đó mình. Đây là khu của mình, để mình ra mình quay hết khu động cho bạn. Còn đây là dàn mai con mình trồng này, mai con mình trồng đây, con mình mấy con mình không mình trồng mình bỏ chơi, trồng theo đây mình tỉa bậy nó chơi cho vui. Này là mình trồng cái mấy con sau này nó lên nó lớn mình sẽ ghép như cây này nè bạn, cây này mình mới ghép không, mình quay cái video mình ghép cho bà các bạn coi đâu, mình bỏ đâu tiêu mặt trời một chút này. Cái mai đó mình ghép mà mình bỏ đâu tiêu, các bạn đừng có, mình nói lại kỹ nha bạn, đừng có chú trọng quá vào việc phân nha bạn. Bạn cứ bỏ ít càng ít phân thôi, bỏ tương tương ít thì đủ đủ số lượng của nó ăn thôi, bỏ nhiều phân quá đâu có tốt được cái mai, bỏ nhiều phân quá không chí có thể đó là nó sẽ đi luôn. Đây cái mai mình ghép tết này bạn, này thấy không, này mới mới ghép này mình lại lên chồi cái này nè, cái gốc nè, gốc rất đẹp đó. Thì còn đây đây cây đó bạn, đây các bạn, đang ghép nè bạn. Đó là mình mới ghép hồi Tết. Tết mình ghép khoảng mười mấy cây gì đó. Mấy cây nhỏ nhỏ giờ nó lên lên tàn đã đủ bán. Còn như mấy cây này là cũng đã lớn rồi bạn. Cái này mình Tết mình ghép vô cây lớn nè. Ghép đây. Đây là mua ghép nè bạn. Mình lại làm đấy bạn. Bạn đừng chú trọng vô quá phân nha. Đừng có nghe ai nói bữa nay mốt phân này tốt, cái mai quan trọng hơn này. Cái mai nghe anh em ai chi phân tốt quan trọng hơn khác. Trồng nhiều quá mai nó sẽ có tình trạng là héo lá, trà nắng héo lá nè bạn. Video mình bữa nay mình chia sẻ chút xíu kinh nghiệm cho anh em trồng mê ngành bonsai thôi. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin chúc các bạn được thành công. Tết mùa mang đất mình đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, hãy chào tất cả các bạn.